Kính thưa các quý đạo hữu, trình tự của một buổi khai đàn thì chúng ta làm theo trình tự sau. Kính thưa các quý đạo hữu, hôm nay Yến cùng với các Phật tử ở đây sẽ làm mẫu một buổi lễ khai đàn. Vì khi khai đàn ở tại các gia đình thì chúng ta không thể lễ đứng được, cho nên chúng ta sẽ quỳ để lễ. Thỉnh các quý đạo hữu chúng ta theo dõi. Bây giờ bắt đầu vào khóa lễ. Bước thứ nhất là 3 tiếng chuông, tất cả đại chúng cùng lễ xuống. Bước thứ hai là đến một hồi chuông. Bước thứ ba là hô chuông. Nghe tiếng chuông phiền não nhẹ, chi tuệ lớn Bồ Đề xanh, lìa địa ngục thoát na vô minh, nguyện thành Phật độ chúng sinh. Các quý đạo hữu, hô chuông xong thì chúng ta đến nguyện hương. Yến không thắp hương, để Yến còn giải thích cho quý đạo hữu. Ba nén hương này tượng trưng cho giới hương, định hương và tuệ hương. Thì các sư thầy đã thọ đầy đủ giới, 250 giới hoặc 348 giới, thì các thầy sẽ nguyện bài giới hương, định hương, giữ huệ hương, tức là tuệ hương. Còn chúng ta thì chúng ta chỉ nguyện bài nào, nguyện đem lòng thành kính thôi. Thế các quý đạo hữu nhé. Thế các quý đạo hữu dâng hương và nguyện bài nguyện đem lòng thành kính. Thì bài này Yến cũng đã hướng dẫn rồi. Cho nên quý đạo hữu chúng ta sẽ học lại
ở phần sau phần nghi lễ này. Kính thưa quý đạo hữu, chúng ta nguyện hương xong thì chúng ta đến phần bạch Phật. Thì tùy mỗi khóa lễ để các Phật tử chúng ta bạch Phật theo đúng với cái bài hướng dẫn đã hướng dẫn. Thì hôm nay Yến cũng không đưa cái bài bạch Phật vào đây. Và bây giờ Yến chỉ chuyển tiếp sang phần tiếp theo là phần đảnh lễ Phật. Bây giờ các quý đạo hữu chúng ta cùng theo dõi mà cũng chỉ đảnh lễ mẫu một nhịp thôi trong video này thôi ạ. Đấng Phát Ma Vương Vô Thượng Ba Cõi Chẳng Ai Bằng Thầy Dạy Khắp Trời Người Cha Lành Chúng Bốn Loại Quỷ tròn một niệm mới dứt sạch nghiệp ba kỳ ơi sinh dưỡng cùng tán ban ơi ức kiếp không cùng tàn Phật trong sinh giống lắm đạo cảm tông không thể nghĩ bạn lê để cho vi đạo tràng mười phương Phật bảo hào quang sáng chương bảo quả thân con anh hiện cúi đầu xin thể nguyện quý ai chư tâm đảnh lễ nam mô tần hư không biển phát giới qua hiền vì lai mười phương chư Phật tôn phát hiền thánh tăng thường trụ tam bảo kính thưa quý đạo hữu, thế là chúng ta xong một nhịp. Xong một nhịp khi đại chúng lên cái thì người cầm khánh gõ ba tiếng khánh là xá xuống. Xá xuống xong thì bắt đầu vào một nhịp mới. Thì bây giờ Yến xin bắt đầu vào phần khai chuông mõ để cúng Phật ạ. Kính thưa các quý đạo hữu, sau khi chúng ta đảnh lễ Phật xong thì tất cả chúng ta cùng quỳ cao để chúng ta bạch lễ cúng Phật. Mời đại chúng cùng theo dõi ạ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng. Giờ này chúng con xin được dâng cúng vật thực lên chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng. Thì giờ này bắt đầu chúng ta khai chuông mõ. Chấm vừa đốt chiên đàn ngã tôm khói hương mây tỏa bạc biến hoa đồng chư Phật Bồ Tát cùng A La Hán tự mỹ thiên tai giáng ngã thọ lãnh nhân gian cùng dự Nam mô Quang Vân Thái Bồ Tát Tát
dưới đất này bằng Phật mười phương thế giới hai sanh tịnh. Con thấy tận cùng khắp thế gian hết thảy, không ai như Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cúng dường Nam mô Thượng Chủ Mười Phương Phật. Nam mô Thượng Chủ Mười Phương Pháp. Nam mô Thượng Chủ Mười Phương Tăng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật. Nam mô Phương Ba Đời Hệ Thầy Chư Phật. Nam mô Đương Lai Hạ Sinh Di Đà Tôn Phật. Nam mô Đại Chí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Nam mô Già Lam Thánh Chứng Bồ Tát. Nam mô Lực Đại Tổ Sư Bồ Tát. Nam mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát. Món ăn sắc hương vị trên cúng mười phương Phật tế phục. Các hiền thánh ba đức sau vị cúng Phật cùng tăng. Con nay cùng hiến cam lộ vì mỗi mỗi đều như núi tu di sáng hương mỹ vị. Biến hư không di nguyện từ bi thương biết độ. Nam mô Phổ cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Phổ cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Phổ cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Bốn đại chín cõi đồng lên cửa huyền hoa tàng tám ngàn ba được chứng vào bề tánh tỷ lô cúng phần xong rồi xin nguyện chúng sinh tất cả đồng nghiệp thành điện. Thỉnh các quý đạo hữu đến đây là chúng ta cúng Phật xong rồi chúng ta lại bạch tiếp để cúng thần linh chư thiên chư thần. Thì bạch thế này ạ: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư hiền thánh tăng. Hôm nay trong đàn lễ này chúng con cũng sắm sửa Phật thực, chúng con xin dâng cúng lên hết thảy các vị chư thiên chư thần thần linh ở tại nơi đây. Thì chúng con thỉnh chư thiên chư thần thọ hưởng cho lòng thành của chúng con. Sau đó chúng ta tụng ba lần chú biến thực và biến thủy. Biến thực chân Nam mô Tát Bà Đa Tăng Ma Đa Bà Lô Chỉ Đến Tam Bà Sa Tam Bà Sa Ông Nam mô Tát Bà Đa Tăng Ma Đa Bà Lô Chỉ Đến Tam Bà Sa Tam Bà Sa Ông Nam mô Tát Bà Ma Đa Bà Lô Chỉ Đến Tam Bà Sa Tam Bà Sa Ông Chân Môn Biến Thủy Nam mô Tô Đô Bà Đa Đa Tăng Ma Đa Sa Đa Địa Tăng Tô Đô Tô Đô Bà Đa Tô Đô Bà Đa Sa Bà Đa Nam mô Tô Đô Bà Đa Đa Tăng Ma Đa Sa Đa Địa Tăng Tô Đô Tô Đô Bà Đa Tô Đô Bà Đa Tô Đô Sa Bà Để kính thưa các quý đạo hữu, chúng ta vừa mới nghe thấy tiếng chuông đấy, thì bao giờ là chúng ta đọc ba chú biến thực thì đến chú thứ ba là cái chú mà chúng ta ngắt ấy, thì cái người đánh chuông phải đánh sớm lên một chút trước 45 từ. Ví dụ như là bây giờ đại chúng chúng ta cùng xem lại cái chú cuối cùng. Nam mô Tát Bà Đa Tăng A Đa Bà Lô Chỉ Đến Tam Bà Cha Tam Bà Cha Ông Nam mô Tát Bà Đa Tăng A Đa Bà Lô Chỉ Đến Tam Bà Cha Tam Bà Cha Ông Nam mô Tát Bà Đa Tăng A Đa Bà Lô Chỉ Đến Tam Bà Cha Tam Bà Cha. Phổ cung dường Ấm A Nga Lăng Tam Bà Bà Viên Địa Cha Ông Ấm A Nga Lăng Tam Bà Bà Viên Địa Cha Ông Ấm A Nga Lăng Tam Bà Bà Viên Địa Cha. Kính thưa quý đạo hữu, đến cái chú cuối cùng của chú phổ cúng dường thì lại đánh ba tiếng chuông là bởi vì chúng ta đã ngắt xong phần cúng thần linh.
Trên ngắt mỗi phần cúng thì cuối cùng chúng ta đều đánh 3 tiếng chuông. Bây giờ đến phần vào cùng bạch Phật là Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay gia đình tín chủ khai đàn lễ, gia đình có sắm sửa vật thực để cúng thí thực. Chúng con xin phép được cúng thí thực. Còn nếu như cúng phóng sinh thì chúng ta cũng bạch luôn là cúng phóng sinh. Nếu có phóng sinh thì chúng ta bạch thế này: Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Hôm nay nhân duyên gia đình khai đàn lễ tụng kinh, tụng cái gì đó, lý do gì đó các quý đạo hữu bạch. Gia đình cũng sắm sửa vật thực để cúng thí cho thập loại cô hồn, và gia đình cũng mua mạng những chúng sinh về đây để cứu sống mạng sống cho chúng. Giờ này chúng con xin được ra ngoài sân để chúng con làm khóa lễ Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa các quý đạo hữu, nếu như Phật tử chúng ta có đông người đi trong một đàn lễ, chúng ta có thể kết hợp là khi cúng vong linh thì chúng ta chia một nửa người ra bên ngoài để cúng thí thực. Vì chúng ta cúng Phật xong rồi, cúng chư thiên chư thần xong rồi thì chúng ta đồng thời trong nhà thì cúng vong linh, ngoài sân thì cúng thí thực, thì sẽ bạch thế này: Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin thỉnh hết thảy chư thiên chư thần ủng hộ cho chúng con. Giờ này chúng con được xin phép cúng cơm cho các vong linh, và hôm nay gia chủ cũng sắm sửa vật thực để cúng thí cho thập loại cô hồn, cùng mua những mạng chúng sinh về đây để phóng sinh, thì chúng con xin phép được cúng cơm cho vong linh, cúng thí thực và làm lễ phóng sinh Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thế là chúng ta vào khóa lễ. Bây giờ đến phần vào phần cúng vong linh. Thì cúng vong linh thì chúng ta sẽ bảo gia đình là cầm hương cầm hoa để chúng ta bạch lễ, rồi cho gia đình dâng lễ cho chúng ta triệu thỉnh vong để cúng cho vong linh. Thì trong cái nghi lễ thỉnh vong này thì chúng ta có thể thỉnh 3 lần hoặc chúng ta thỉnh 1 lần. Bây giờ chị Thúy thay cho gia chủ để chị Thúy nên cầm hương cầm hoa xuống để bắt đầu vào cúng vong linh. Thì gia chủ nên cầm hương cầm hoa xuống xong, quỳ xuống xong thì chúng ta bắt đầu chúng ta bạch để xin phép cúng vong linh. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin được cúng vong linh. Chúng con cũng xin thỉnh hết thảy chư thiên chư thần hộ trì cho chúng con, hộ trì cho các vong linh được về đây thọ nhận phần vật phẩm cúng dường của chúng con. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thank you.
hôm nay hiện tiền gia đình tín chủ Nguyễn Văn A. Nhân tất lòng hiếu nghĩa sửa soạn cơm chay cầu diệu lực thần chú cứu đường mê qua hiểm ải. Chúng con nguyện Bồ Tát tiếp tỉnh phách tân nhân dẫn dắt từng bước quang minh. Nhờ đại hùng lực Phật từ bi phá vỡ trùng trùng u ám thân đàng dựng có tuyệt trần ai cảm phong hào quang chiếu kiều cai trẻ phách ngu mong tiến dẫn đường nay nay hóa đa sen khai nam mô dẫn đạo lộ đường Bồ Tát nam mô dẫn đạo lộ đại nguyện địa tạng vương Bồ Tát nam mô dẫn đạo lộ đại nguyện địa tạng vương Bồ Tát hướng hoa thỉnh nhất tâm triệu thỉnh thức thần phân biệt nên có xoay vần hơi thở ra liền thành phân cách tánh Phật như như bản lai thường trụ sanh tử luân hồi niết bàn giải thoát. Nay tại nước Việt Nam tỉnh gia đình tín chủ Nguyễn Văn Na phụng vị chính tiên chư hương linh. Hướng linh gia tiên tiền tổ họ hướng linh oan gia trái chủ hương linh. Cùng đàn tràng đắng đằng hai hồi nhật thiết chư hương linh. Nguyện ra tiếng mô chương trình đại chân trình sáng cho đạo tràng an ca bài tình có linh chân chân tình. Dâng hướng hoa thỉnh xong tiến chủ dâng hương hoa lên và cắm hương vào bát hương. Khi mà tín chủ dâng hương hoa lên thì sẽ cho tín chủ bưng cơm. Thì bát cơm ở giữa chúng ta đã biết rồi là chúng ta gắp vào rồi tín chủ xuống bưng cơm. Thỉnh các quý đạo hữu, vì trong nhà tín chủ thì có thể có một vài ba người thì người dâng cơm, người dâng nước chè, người dâng sữa. Còn nếu như mà nhà chỉ có một người thôi thì chúng ta sẽ chuẩn bị một cái đĩa. Chúng ta đặt lên đấy bát cơm và cốc sữa, cốc chè. Sau đó thì để tín chủ dâng lên. Và chúng ta bắt đầu vào cúng biến thực biến thủy. Biến thờ chân ngôn Nam Mô Tát Phà Đá Tăng A Đa Phà Lô Chỉ Đề Ấn Tam Đà Sa Tam Đà Sa Ổng Nam Mô Tát Phà Đá Tăng A Đa Phà Lô Chỉ Đề Ấn Tam Đà Sa Tam Đà Sa Ổng Nam Mô Tát Phà Đá Tăng A Đa Phà Lô Chỉ Đề Ấn Tam Đà Sa Tam Đà Sa Ổng Nam Mô Tát Phà Đá Tăng A Đa Phà Lô Chỉ Đề Ấn Tam Đà Sa Tam Đà Sa Ổng Chân Ngôn Biến Thủy Nam Mô Tô Đô Bà Đa Đa Tăng A Nghe tam tô đô ba ra tô đô sa ba nam mô tô đô ba ra ra ta ra 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 nghe tam tô đô ba ra tô đô ba ra tô đô sa ba nam mô ra 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 ta ra 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 nghe tam tô đô ba ra tô đô ba ra tô đô sa ba nam mô tô đô ba ra ra ta ra 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 nghe tam tô đô ba ra tô đô ba ra tô đô sa ba nam mô tô đô ba ra ra ta ra 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 nghe tam tô đô Tô đô sa ba phổ cung dường ấm nga nga lăng tam đà ba viên nhà sao lăng tam đà ba viên nhà sao ấm nga nga lăng tam đà ba viên nhà sao ấm nga nga lăng tam đà ba viên nhà sao ấm nga nga lăng tam đà ba viên nhân gia. Sau đó tín chủ bưng cơm lên để đặt lên đó, xong rồi thì tín chủ về chỗ đánh một tiếng chuông cho tín chủ lễ một lễ, xong sau đó chúng ta lại đọc tiếp. Nguyện vong chóng sinh sang tịnh độ ngôi cửu liên là chỗ lão lương vô sanh sen nở ngã tương chữ tôn độ thát bên đường tiếp mình chốn nào bảo hoa sen môn lập Phật Di Đà Thế Chí Quan Âm Thiết Bồn Đề Thanh Vui Tâm Phát Lời Giữ Phần Tiêu Giao Lễ Tẩy Pháp Thú Phi Như Mộng
sau cái phần cúng cơm này thì chúng ta bắt đầu chúng ta bạch để tụng kinh. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ này chúng con xin phép được tụng pháp bảo tôn kinh. Kinh gì đó thì chúng ta sẽ bạch ra. Thì chúng con kính thỉnh chư thiên chư thần cùng các vong linh cùng nghe kinh. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sau đó thì các quý đạo hữu cho ngồi xuống và chúng ta tụng kinh. Kính thưa các quý đạo hữu, chúng ta bạch lễ tụng kinh xong rồi thì chúng ta bắt đầu hồi hướng, phục nguyện, tam quy. Tam quy xong thì chúng ta sẽ cho gia chủ lễ tạ. Thì lễ tạ thế này: giờ này khóa lễ đã châu long, tín chủ một lòng lễ tạ tứ lễ. Đấy, các quý đạo hữu thấy khi tứ lễ xong thì đến cuối cùng là đánh ba tiếng chuông, và đánh ba tiếng chuông xong thì chúng ta đặt cái dùi chuông lên chuông để cho tiếng chuông ngắt chứ không để cho tiếng chuông ngân cuối cùng. Thế thì khóa lễ của chúng ta đã xong một buổi lễ khai đàn, và những cái buổi lễ tuần thất thì chúng ta cũng cúng như thế này, chỉ có cúng cơm trong đám ma thì sẽ vào chương trình sau, các quý đạo hữu nhé. Chúc các quý đạo hữu chúng ta tinh tấn, và Yến cũng thỉnh tất cả các Phật tử trong đạo tràng đều phải thực hành được nghi lễ này, và cũng khuyến thỉnh tất cả các đạo tràng trưởng cùng ban cán sự chúng ta phải thuần thục khai đàn và dạy cho tất cả Phật tử của mình đều được đi khai đàn nha các quý đạo hữu nhé. Đấy là mục tiêu của chúng ta. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính chào các quý đạo hữu. Thank you.